Xin chào các bạn. Sau một thời gian sử dụng thử chiếc Galaxy Mega 6.3 này, mình có thể chốt lại cho các bạn một câu là sướng. Câu nhận là sướng. Và hôm nay mình sẽ gửi các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc máy này, tại sao nó lại sướng như thế. Về cái thiết kế là điều mình sẽ nói đầu tiên về sản phẩm này thì nó thiết kế cũng tương đồng như Galaxy S4. Nếu mà Galaxy Mega 5.8 mình đã nói là cầm trong tay sử dụng khó rồi thì 6.3 nó cũng khó ngang ngửa và có phần khó hơn. Thế nên cái việc sử dụng máy này hầu như là phải cầm bằng hai tay. Tuy nhiên thì máy cầm bằng một tay để đọc báo cũng được, không hề có khó khăn mấy. Sản phẩm này thì mặt sau của nó cũng làm bằng cái loại nhựa trơn bóng như Galaxy S4 nên mà dễ ra mồ hôi tay, khá là trơn. Nói chung là trong quá trình sử dụng ấy, mình sẽ thường cầm theo kiểu này, tức nghĩa là cầm lệch về một bên và vuốt tay lên và sử dụng được. Trong trường hợp thì chúng ta cầm hai máy để đề phòng khi thao tác phím home, phím menu và phím back mà thôi. Về cái màn hình của nó là mình đánh giá khá là cao màn hình của Mega 6.3. Nếu như trước đây trên Mega 5.8 thì mình chê thậm tệ cái màn hình của nó, thì với 6.3 đây thực sự là màn hình nó quá là tuyệt vời. Sử dụng cái màn hình là 6,3 inch, màn hình của nó là công nghệ Super Clear LCD, không phải là TFT bình thường như là 5.8, không phải Super AMOLED, nhưng mà mình đánh giá cái màn hình Super Clear LCD này cực cao. Về cái độ màu sắc của nó rất là trong, màu sắc nó trong và cực kỳ là thật, không hề giả tạo một chút nào, không như màn hình Super AMOLED quá nịnh mắt hoặc là một số màn hình khác bị ám vàng. Sản phẩm này có góc nhìn gần như là quá là tuyệt vời, ở bất kỳ một cái góc độ nào màu sắc của nó đem lại cái hiển thị rất là chân thực. Màn hình của máy thì ra ngoài nắng của hiển thị cực kỳ tốt khi chúng ta để mức sáng cao nhất. Nói chung tóm gọn lại ở cái sản phẩm này thì về màn hình mình đánh giá khá là cao. Mặc dù rõ ràng chúng ta đọc trên thông số màn hình HD trên cái mức cái màn hình rộng đến 6,3 inch nó sẽ khá là rỗ. Thế nhưng ở mức cái nhìn tầm bình thường của chúng ta, khoảng cách thì nó không hề gây ra khó khăn như là cái Mega 5.8 mà vẫn khá là mịn. Trong khi chúng ta cố tình dí mắt vào gần thì đương nhiên sẽ nhận ra các vết răng cưa. Nói chung là nó không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Về phần mềm của sản phẩm này nó cao cấp hơn so với Mega 5.8. Tuy nó không có hai SIM nhưng có một số tính năng như Galaxy S4. Ta có thể kể đến chức năng AirView. AirView là tính năng mà biến chiếc ngón tay của bạn thành chiếc bút như trên Galaxy Note 2. Các bạn có thể xem qua các bức ảnh được chụp mà chúng ta chỉ cần giơ nhẹ vào như thế này là sẽ hiện ra thông tin ở bức ảnh bên trong, hoặc là xem tin nhắn nội dung mà các bạn cũng không cần nhất thiết phải chạm vào, bạn chỉ cần giơ lên là chúng ta sẽ đọc được tin nhắn ngay, khá là thoải mái. Sản phẩm này thì về phần mềm vẫn có một cái số điểm yếu, đó là về cái phông chữ của nó. Cái phông chữ của nó vẫn khá là bé. Ở đây thì trên thiết bị chúng ta cho phép chúng ta cài đặt phông chữ, như là các bạn vào cài đặt sau đó phông size thì đây chúng ta chọn chế độ large, tức nghĩa là to. To thì là phông chữ là quá to, to hơn nhiều so với mức độ quy định. Trong cái đấy ở để cái mức độ normal là mức độ bình thường thì phông chữ vẫn khá là bé, và mình nghĩ rằng Samsung nên tăng lên một cái mức độ cao hơn một chút nữa để vừa có thể đọc được. Chứ còn mức độ này mình đánh giá là phông chữ vẫn khá là bé so với màn hình trên cái kích thước 6.3 inch này. Về cái thiết bị thì nó cũng có một số tính năng như Galaxy S4, như là màn hình khóa của nó là Android 4.2 nên chúng ta có thể thêm các widget trực tiếp từ màn hình. Vuốt hai ngón tay ở trên thanh thông báo xuống để ra các cái kết nối nhanh. Các bạn có thể thông phát kết nối thông qua không dây bằng công nghệ DLNA. Thậm chí sản phẩm này sử dụng cái cổng kết nối MHL, tức nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể kết nối với lại TV qua HDMI, kết nối với tay cầm chơi game, Bluetooth, bàn phím, vân vân. Thì cái này mình sẽ có video riêng chúng ta giới thiệu về tay cầm cũng như là bàn phím dành cho các thiết bị di động mà 7S đã nhập về. Sản phẩm này thì hiện nay thì về phần mềm bên cạnh đó thì nó cũng có một số tính năng chúng ta sử dụng tương tự như là Galaxy Note 2 do màn hình quá lớn, là chế độ một tay. Khi các bạn bật chế độ một tay lên thì ở một số tính năng nhất định các bạn có thể biến nó lệch về một bên. Ví dụ đây là giao diện bàn phím gọi, các bạn thấy là ở giao diện một tay thì nó sẽ được đưa lệch về để các bạn có thể bấm thoải mái bằng một tay cũng được, chứ không nhất thiết phải bấm bằng hai tay do bàn phím nó sẽ quá to. Đây là cái điều mà Samsung đã đưa từ Note 2 lên để có thể giúp cho nó hoạt động được tốt hơn đối với các bạn. Về phần mềm của nó thì hiện nay sản phẩm này là sản phẩm dường như là đầu tiên của Samsung có bàn phím gõ tiếng Việt T-Lex trực tiếp. Như các bạn đã biết thì hiện nay hầu hết các bàn phím tiếng Việt T-Lex chúng ta đều phải cài bằng một phần mềm trên Google Play. Nhưng mà rất may là hiện nay đối với người dùng Việt Nam chúng ta thì với phiên bản Galaxy Mega 6.3 này chúng ta đã có thể gõ bằng bàn phím T-Lex. Các bàn phím chúng ta cài vào như bàn phím gõ tiếng Việt thì thường có một nhược điểm là do nó không hỗ trợ được tối đa cho màn hình rộng đến 6,3 inch nên khoảng cách nó không hợp lý, bấm hay bị nhầm. Nhưng riêng với Samsung, bàn phím mặc định của họ được thiết kế rất là hợp lý rồi. Ví dụ như ở đây, mình có thể thoải mái gõ T-Lex trên cái sản phẩm bàn phím có sẵn này, rất là tiện lợi. Bàn phím này của Samsung ấy thì được làm thiết kế to, vì thế nên có thể bấm rất là chính xác và phù hợp nó với lại cái màn hình 6,3 inch. Chứ còn các bạn cố tình cài thêm các bàn phím khác vào thì căn chỉnh cũng như cái việc để làm sao cho gõ quen nhất thì nó rất là mất thời gian trên cái sản phẩm này. Hiện nay về sản phẩm này thì cấu hình nó sử dụng vi xử lý Snapdragon 400 và RAM của nó là 1.5GB. Trong quá trình sử dụng thì máy chạy rất là mượt. Nói chung là hợp với cái cấu hình này
mình có thể chơi game 3D, các game nặng như Need for Speed hoặc là các game đối kháng, các game khác trên thị trường đều có thể đáp ứng rất là tốt. Ví xử lý Snapdragon 400 ấy, nếu mà chạy các bạn chạy đơn nhiệm, tức là chỉ chạy một ứng dụng duy nhất, thì nó cũng không thua kém quá nhiều với việc xử lý Snapdragon 600 trên chiếc Galaxy S4 hoặc là thậm chí HTC One. Tuy nhiên các bạn chạy đa nhiệm từ 2-3 ứng dụng trở lên thì nó sẽ chậm hơn khoảng 50% so với các sản phẩm kia. Cái này mình kiểm nghiệm thực tế và so sánh tốc độ thì đúng là chạy đơn nhiệm nó rất là nhanh, nhưng mà đến khi chạy đa nhiệm, như các bạn bấm đa nhiệm cửa sổ như thế này này, trên chiếc Galaxy Mega chúng ta sẽ thử sử dụng tính năng tương tự như Note 2. Đây chúng ta chạy đa nhiệm thì các bạn thì mình dễ dàng nhận thấy là nó sẽ chậm hơn khoảng 25 cho đến 50% so với chiếc Galaxy S4 chạy vi xử lý 600 hoặc là vi xử lý loại 8. Nhưng mà tổng thể lại thì các bạn không nên chạy đa nhiệm quá nhiều trên sản phẩm này. Hai cửa sổ trên chiếc Galaxy Mega là quá đủ, chúng ta có thể hoạt động tốt được rồi. Về phần mềm của nó thì chúng ta cũng có một cái con mắt thần trên chiếc Galaxy Mega 6.3. Con mắt thần này đóng vai trò cho chúng ta điều khiển từ xa bằng cái phần mềm Samsung Watch On. Phần mềm này thì cho chúng ta có thể điều khiển được một số phụ kiện trong nhà, như là chúng ta điều khiển được TV, điều khiển được Blu-ray, v.v. Rất tiếc là không điều khiển được điều hòa, mà đáng lẽ ra rất là hữu ích trong cái mùa hè này của chúng ta. Về camera của sản phẩm này thì hiện nay chiếc Galaxy Mega 6.3 cũng có camera là 8 megapixel, như vậy là tương đồng với lại Galaxy Note 2. Nó một số chế độ thông minh như Galaxy S4 ảnh đẹp nhất, chụp liên tục, chế độ HDR chụp kèm ảnh kèm âm thanh. Nói chung là về ảnh của nó thì mình không đánh giá cao. Các nét ảnh cũng như là màu sắc thể hiện nó khá rất là trung thực, nhưng mà mình nghĩ rằng trong điều kiện thiếu sáng, máy chụp khá là kém, độ nhạy sáng của các thiết bị Samsung được không được đánh giá cao cho lắm, hoặc là chụp ngược sáng cũng vậy. Đây là một số bức ảnh mình đã chụp thử trên chiếc Galaxy Mega 6.3 này. Thời lượng pin, sản phẩm này có dung lượng pin 3200mAh, tức nghĩa là to nhất hiện nay, to hơn nhiều so với lại các thiết bị như Galaxy S4, HTC One và cao hơn cả Galaxy Note 2 là 3100mAh. Thời lượng pin của nó mình sử dụng đến 2 ngày là bình thường, và hiện nay thì thử nghiệm của GSM Arena cho biết sử dụng của nó lên tới 60 tiếng, phải nói là khá là kinh khủng khiếp đối với chiếc thiết bị smartphone. Và như vậy mình đã hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết chiếc Galaxy Mega 6.3. Hiện nay trên thị trường thì những chiếc điện thoại mà màn hình to, có lẽ là Mega 6.3 có mức giá vừa phải và đáng để các bạn lựa chọn nhất. Sẽ là thiết bị tuyệt vời với màn hình hiển thị khá là đẹp, cũng như hiệu năng tốt, đem lại chúng ta có khả năng xem phim Full HD cũng như chơi game 3D trên cái thiết bị màn hình lớn này. Các bạn có thấy video ích đừng quên like, share nó với bạn bè, truy cập vào trang 7s.com.vn để theo dõi mức giá của hai thiết bị Galaxy Mega. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.